tuần là khoảng thời gian mọi người thường tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn hoặc đi vui chơi cùng bè bạn. Nhưng với Lê Hồng Sơn thì hoàn toàn ngược lại. Tuần nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ Bảy và Chủ nhật là Sơn lại ra công viên Gia Định và công viên Tàu Đàn hướng dẫn chơi tiêu sáo miễn phí cho những ai yêu thích, muốn tìm hiểu về loại hình nghệ thuật dân tộc này. Ngoài hướng dẫn nhạc lý chơi tiêu sáo cơ bản dựa trên tài liệu của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn còn chia sẻ thêm các bài tập khác do tự mình tìm kiếm và sưu tầm. Có thể nói, Sơn cũng chính là một trong số những thành viên tâm huyết, chủ chốt, lập ra trang diễn đàn damsan.net, mục đích nhằm tạo sân chơi để mọi người có thể cùng giao lưu, học hỏi về nghệ thuật chơi sáo tiêu. Trong quá trình dò dẫm chơi tiêu sáo thì mình mới phát hiện là các anh em nói chung là chỉ chơi một cách tự phát thôi và họ không có nắm về nhạc lý lắm. Qua đó thì các admin diễn đàn damsan cũng là những người đã được có học cơ bản về nhạc lý rồi. Và thấy rằng là nên tổ chức những cái lớp mà học nghiệp dư như thế này là giúp cho những anh em mới tập sáo là họ có một cái căn bản về nhịp phách cũng như là cách nhìn nốt nhạc. Cũng như Sơn, để duy trì phát triển loại hình nghệ thuật nhạc cụ tiêu sáo của dân tộc, các thành viên trụ cột có tâm huyết khác cùng sinh hoạt trên diễn đàn damsan.net cũng tự lập ra những nhóm nhỏ hướng dẫn nhau chơi tiêu sáo. Hầu hết các hội nhóm chơi loại nhạc cụ dân tộc này ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu đa phần là giới sinh viên ở các trường đại học cao đẳng trong thành phố như Câu lạc bộ Sáo trúc Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm v.v. Thì trong một lần tình cờ thì mình được biết đến trang web damsan.net. Thì cũng từ trang web này thì mình biết đến là có một cái lớp học sáo miễn phí ở công viên. Thì mình bắt đầu tham gia cùng với mọi người. Nhờ đó mà những cái kỹ năng của mình được nâng lên rất là nhiều, có thêm nhiều kinh nghiệm hơn cũng như là có cơ hội để giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ những người bạn yêu thích sáo trong khắp thành phố nữa. Đối với những cái nhạc cụ khác như là guitar hay là những cái nhạc cụ đắt tiền như violon thì tôi thấy một cái điều rất lạ là khi mà chúng ta lên mạng hoặc là đi kiếm những cái lớp học thì rất là nhiều, trong khi cái nhạc cụ rất là đơn giản, rẻ tiền, dễ mang chuyển và cũng dễ học mà của chính Việt Nam chúng ta như cây sáo là ít có người chơi. Và đó cũng là một cái lý do mà tôi thấy nên phát triển cái môn nghệ thuật này. Cũng vì mục đích đó mà cuối năm 2013, Ban Quản trị Diễn đàn Damsan.net đã phát động tổ chức cuộc thi mang tên Hội thi tiêu sáo Damsan mở rộng lần 1 dành cho thành viên diễn đàn các tỉnh, thành, khu vực phía Nam. Diễn đàn Damsan.net chính thức ra đời vào năm 2006 từ vài cá nhân nhỏ lẻ yêu thích chơi nhạc cụ tiêu sáo. Đến nay, diễn đàn đã thu hút và quy tụ hơn cả ngàn người trong khắp cả nước tham gia. Trong đó, thành viên chính thức của diễn đàn hơn 90% là những tay chơi nghiệp dư thuộc đủ mọi thành phần lứa tuổi. Có thể nói, diễn đàn dành cho giới chơi nghiệp dư Damsan.net là một trong diễn đàn lớn hoạt động chuyên về tiêu sáo. Theo quản trị viên của diễn đàn này thì tên gọi Damsan.net là xuất phát từ hai từ đam mê và san sẻ ghép lại thành, thể hiện mong muốn những ai đam mê loại hình nghệ thuật tiêu sáo sẽ góp sức san sẻ kinh nghiệm, thủ thuật chơi với tất cả mọi người. Qua đó, góp phần làm lan tỏa phát triển phong trào chơi nhạc cụ dân tộc trong giới trẻ Việt. Phong trào mấy cháu đó thì quá tốt rồi. Đó là một cái hay là bởi vì đó là khi hoạt động đó thì nó có sự liên kết nữa. Nó không có chơi riêng rẽ mà một khi đã liên kết thì sẽ có khi người này chỉ cho người kia cái hay hơn. Người kia chỉ cho người nọ cái kỹ thuật hơn. Là cùng nhau đi tới cái thẩm mỹ cao hơn. Thông qua những cuộc thi như thế này thì mình mong muốn là được thể hiện đam mê là chính và giao lưu học hỏi với anh em, một trao đổi thêm một số kỹ thuật mình còn thiếu sót để bổ sung góp phần vào cái quá trình chơi sáo của mình được thuần thục. Nhờ tình yêu, sự đam mê, tâm huyết đối với nhạc cụ dân tộc, những cá nhân, tập thể sinh hoạt ở các diễn đàn về sáo tiêu như damsan.net, tiêusáo.com, sáo trúc Việt Nam, v.v. đã chung tay góp phần tạo nên những sân chơi lành mạnh, tạo cầu nối học hỏi giao lưu vô cùng hữu ích về một thú vui rất ư là tao nhã này. Mặt khác, trong cuộc sống đầy những bộn bề lo toan, thú chơi thổi tiêu sáo còn là hình thức thư giãn giúp tâm trí nhẹ nhàng, tạo nên phong thái lịch thiệp thanh tao cho người chơi. Có thể nói với mong muốn suy nghĩ, đam mê, sẻ chia, lan tỏa thêm nhiều đam mê, song hành cùng những hành động tích cực, các bạn trẻ đã thực sự tỏa sáng khi mang lại những kết quả, thành công thật đáng khích lệ.
vô hình chung còn góp phần hình thành nên những kho tư liệu tích góp từ kiến thức thực tiễn vô cùng giá trị về một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.